Chào mừng các bạn đến với podcast của Cardano.vn Đây là podcast số 20, hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2022 Trong podcast này chúng ta sẽ đến với tin tức tại sao các Cardano không đốt coi Như các bạn đã biết, trong cộng đồng hệ sinh thái Cardano, một số người đã đề xuất việc đốt, hủy tiền ADA Vậy, việc đốt tiền mã hóa để làm gì? Nguyên nhân tại sao phải đốt coi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây Thứ nhất, chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân gây ra việc đốt tiền. Việc đốt, hủy tiền có nghĩa là số lượng coi tối đa sẽ bị giảm đi theo một con số được xác định trước. Thông thường, khi tiền đang lưu thông mà bị đốt, không ai có thể sử dụng lại số tiền này, nghĩa là nó sẽ vĩnh viễn mất đi. Việc đốt tiền liên tục có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Điều này có thể tác động đến sự tăng giá của đồng tiền do số tiền còn lại sẽ bị khan hiếm. Đốt tiền về bản chất là phục vụ cho mục đích đầu cơ giá ngắn hạn và hoàn toàn không có ý nghĩa về dài hạn như chúng ta đã biết tiền mã hóa có mức độ biến động giá rất lớn và một trong những lý do đó chính là mức độ chấp nhận thanh toán còn thấp khi tiện ích phát triển tốt hơn hiệu ứng mạng sẽ tăng lên ở một mức độ chấp nhận rộng rãi nhất định tiền có khả năng duy trì giá trị ổn định tốt hơn chính vì vậy đốt tiền không làm tăng tiện ích của một dự án đốt tiền sẽ là một sự can thiệp vào chính sách tiền tệ thay đổi chính sách tiền tệ để đầu cơ ngắn hạn không phải là một ý kiến hay tiền mã hóa muốn tạo sự khác biệt với thế giới tài chính truyền thống ở chỗ cá nhân không có cơ hội thay đổi các quy tắc khi ta cần. Một khi các quy tắc được thiết lập, chúng sẽ được áp dụng mãi mãi. Nếu các quy tắc giao thức cơ bản như chính sách tiền tệ muốn thay đổi, phần lớn phải được cộng đồng đồng ý. Các bạn có thể thấy trong thực tế, nếu có một lần đốt tiền xảy ra, có thể những người khác sẽ lại yêu cầu đốt tiền ở những lần tiếp. Điều này có thể gây tổn hại đáng kể đến danh tiếng của dự án, vì không ai có thể biết khi nào vụ đốt tiếp theo sẽ xảy ra. Mọi người sẽ giữ tiền chỉ vì lý do đầu cơ và đây chắc chắn không phải là mục tiêu của dự án. Như chúng tôi đã đề cập ở podcast số 2, Cardano đã giới hạn số lượng tiền ở mức 45 tỷ ADA, đồng tiền ADA là chìa khóa để dự án phi tập trung. Mặc dù giá trị thị trường của chúng là quan trọng, nhưng đó không phải là lý do duy nhất để giữ tiền. Người dùng có thể sở hữu Cardano thông qua ADA để có quyền tham gia quyết định cho sự phát triển của nền tảng, nên điều đó rất quan trọng cho hệ thống phát triển mở rộng trong tương lai. Ngoài ra, việc đốt tiền sẽ đặt ra nhiều câu hỏi. Ví dụ, yêu cầu ai đốt tiền? Đốt tiền của ai? Hoặc cách thực hiện đốt về mặt kỹ thuật sẽ như thế nào? Thực tế, thật là ngây thơ nếu bạn yêu cầu Zachary Hoskinson đốt tiền. Cardano là một mạng phi tập trung. Zachary là giám đốc điều hành của IOG, nhưng anh ấy không có quyền kiểm soát mạng Cardano. Cả Zachary và nhóm đều không có quyền kiểm soát tiền ADA của người dùng. Tất cả những người nắm giữ ADA đều có quyền kiểm soát sự đồng thuận của mạng. Mỗi người dùng có đồng tiền ADA dưới sự kiểm soát của riêng khi họ giữ khóa riêng. Sakli có thể sở hữu đồng tiền ada nhưng thật ngu ngốc khi yêu cầu ai đó tự nguyện từ bỏ của cải của chính họ không thể yêu cầu ai đó đốt tiền của mình vì lợi ích của người khác nó có thể là một mất mát đáng kể đối với một cá nhân nhưng có thể nó không tạo ra sự khác biệt nào đối với những người khác mặt khác trong một mạng lưới phi tập trung mọi quyết định không nằm ở một tổ chức hay một trung tâm nào nếu muốn đốt tiền thì phải gửi yêu cầu đến toàn thể cộng đồng và sẽ phải thực hiện một cuộc bỏ phiếu vậy tiền ada ở đâu ra để đốt Chắc hẳn không có ai sở hữu ADA lại muốn tự nguyện đốt tiền của chính họ. Bên cạnh đó, Cardano có một quỹ Catalyst dành cho các dự án cộng đồng nhằm phát triển hệ sinh thái. Liệu có thể đốt những đồng tiền này không? Cộng đồng có sở hữu những đồng tiền này không? Ai sẽ quyết định đốt những đồng tiền ấy? Thật không thông minh khi đốt các đồng tiền có thể được sử dụng để phát triển hệ sinh thái. Vì vậy, điều tốt nhất nên làm là đốt tiền của người đề xuất nếu họ muốn vậy. Nhưng làm thế nào có thể đốt tiền về mặt kỹ thuật? việc đốt có thể được thực hiện bằng cách chuyển số lượng tiền mong muốn vào ví không hoạt động không thể định vị khiến số tiền đó bị mất có chủ đích không thể truy cập được những đồng tiền này về cơ bản đã bị phá hủy vĩnh viễn hay nói cách khác là bị đốt bị hủy câu hỏi đặt ra tại sao lại phá hủy những đồng tiền có giá trị và có thể được sử dụng vào việc gì đó hữu ích việc đốt coi luôn chỉ có tác dụng trong ngắn hạn chủ yếu là đầu cơ thuần túy về lâu dài nó sẽ không mang lại điều gì tích cực cho bất kỳ dự án nào đối với hầu hết người dùng nó chỉ thay đổi một vài con số liên quan đến chính sách tiền tệ hiệu ứng đốt sẽ bão hỏa nhanh chóng khi mức độ biến động ra lớn sẽ thực sự hữu ích hơn khi hiểu rõ điều gì mang lại giá trị cho dự án điều quan trọng là các dự án phải phát triển và mở rộng việc áp dụng chúng phá hủy giá trị không giúp ích gì mà hãy dùng giá trị để xây dựng giá trị mới việc đốt tiền có thể khiến tất cả những người nắm giữ ada hài lòng nhưng đổi lại họ sẽ không có cơ hội đóng góp cho mạng hoặc cho cộng đồng có thể họ sẽ bán tiền sau khi bơm thổi giá vì vậy, sẽ thông minh hơn nhiều nếu sử dụng tiền làm phần thưởng cho những ai muốn xây dựng hệ sinh thái. Catalyst được sử dụng để cho phép người nắm giữ ADA lựa chọn các dự án để nhận tài trợ. Bởi thế, đồng tiền ADA được sử dụng để xây dựng những thứ có giá trị lâu dài. Mạng lưới blockchain sẽ chỉ có ý nghĩa nếu chúng được chấp nhận. Việc chấp nhận sẽ không xảy ra nếu không có sự đổi mới công nghệ và các dịch vụ có ý nghĩa. Các khoản đầu tư vào phát triển hệ sinh thái và các dự án liên quan đến việc tăng cường áp dụng là những nơi sử dụng tiền từ quỹ dự án thực sự hợp lý. Trong thực tế, có nhiều dự án thành công hơn sẽ dẫn đến tỷ lệ chấp nhận mạng lưới cao hơn. Việc áp dụng rộng rãi hơn sẽ dẫn đến sự gia tăng giá trị của đồng tiền ADA. Việc gia tăng tiện ích dự án sẽ ảnh hưởng lâu dài đến giá trị của ADA. Ngoài ra, giá trị của ADA trong quỹ Catalyst cũng sẽ tăng lên, do đó sẽ càng hỗ trợ được nhiều dự án để phát triển hệ sinh thái. Hiện tại, sự biến động cao của tiền mã hóa là rất lớn và chỉ ổn định khi được áp dụng và có tiện ích cao hơn. Việc đốt tiền hoàn toàn có tác động ngược lại và làm tăng sự biến động. Các bạn đang nghe podcast số 20 của kênh Cardano.vn với nội dung Tại sao Cardano không đốt coi của kênh Cardano.vn Tiếp theo chúng ta tìm hiểu xem Ethereum đốt coi thế nào. Như chúng ta đã biết, Ethereum có chính sách đốt coi từ phí giao dịch. Việc đốt này là một phần của chính sách tiền tệ và được thực hiện dần dần. Đốt tiền là một phần của các quy tắc trong giao thức đó. Kỳ vọng là nếu nhiều đồng ETH bị đốt hơn số tiền mới được phát hành, Ethereum sẽ có chính sách tiền tệ giảm phát. Càng nhiều phí bị đốt, Ethereum sẽ càng giảm phát. ETH đôi khi được gọi là tiền siêu âm. Hệ thống này có sự khác lạ. Vì phí là thứ để trang trải chi phí vận hành và duy trì mạng. Ethereum thưởng cho các nốt tạo ra các khối thông qua sự lạm phát của ETH phát hành mới trong khi đốt các khoản phí đã thu. Hai nguyên tắc dường như đi ngược lại nhau. Do đó, giải pháp của Ethereum thực chất là đang cố gắng làm giảm tác động của lạm phát vô hạn. Về mặt kinh tế, chính sách tiền tệ của Ethereum có thể là cả lạm phát và giảm phát, và rất khó xác định được số lượng tiền trong tương lai. Còn các Dano đơn giản hơn, vì các Dano phát hành mới và sử dụng để trả phí trực tiếp cho các nhà điều hành và người ủy quyền nhóm. Hơn nữa, phí được sử dụng để gia tăng quỹ của dự án. Mạng lưới cũng thu phí và phân phối lại hợp lý đến người ủy thác, người vận hành và quỹ chung. Việc thu và sử dụng phí không ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ. Có thể hiểu đơn giản đó là một nền kinh tế vòng tròn, nơi người dùng trả tiền cho những người xứng đáng được thưởng. Các bên liên quan đưa ra quyết định về tiền ADA trong quỹ. Ưu điểm chính là phí thu được sẽ bổ sung vào quỹ. Vì vậy nếu Cardano thành công, nó sẽ không bao giờ hết tiền để phát triển và mở rộng hệ thống. Điều này làm cho Cardano bền vững trong dài hạn. Có đủ tiền ADA trong quỹ đảm bảo rằng có thể tài trợ cho các giải pháp cho các vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Ngoài ra, Cardano độc lập với các quỹ nhà đầu tư mạo hiểm. Các nhà phát triển sẽ được trả tiền trực tiếp từ quỹ của dự án và sẽ chỉ làm việc dựa trên những gì cộng đồng đồng ý. Không có rủi ro về việc các quỹ nhà đầu tư mạo hiểm giành được quyền kiểm soát giao thức. Nếu phí bị đốt thay vì hoàn thành ngân quỹ, một hệ thống khác sẽ phải được thiết lập để đảm bảo phân cấp bền vững cho dự án ở cấp ra quyết định. Như vậy có thể thấy, việc đốt tiền không thể mang lại điều gì tốt cho dự án, mà còn gây hại cho nó. Đồng tiền ADA là một nguồn tài nguyên quý giá nên được sử dụng chứ không được lạm dụng. Nếu bạn muốn đóng góp cho dự án các Dano, bạn có thể đề xuất dự án của riêng mình và cố gắng nhận tài trợ thông qua Catalyst. Ngoài ra, bạn có thể bỏ phiếu cho dự án nào bạn đánh giá tốt. Cả hai sẽ giúp ích nhiều hơn so với việc đòi hỏi đốt tiền. Các bạn vừa nghe xong podcast số 20 của kênh Cardano.vn với nội dung Tại sao Cardano không đốt còi? Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký, Chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi có podcast phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast tiếp theo.